Như chúng ta đã biết thì hiện nay chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng đến 70% cơ cấu chăn nuôi của cả nước. Bởi vậy, con lợn gặp khó thì cũng đang đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam vào tình cảnh bi đát. Trong khi dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc chữa thì việc tái đàn sẽ là vô cùng mạo hiểm. Và trong bối cảnh này thì chuyển hướng sang chăn nuôi gia súc ăn cỏ đang là một giải pháp được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, việc thực hiện liệu có dễ dàng hay là không? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Những ô chuồng trống trơn, cùng khoản nợ chồng chất là tất cả những gì còn lại của gia đình bà Thu sau khi dịch tả lợn châu Phi quét qua. Muốn trả nợ thì phải tái đàn sớm. Thế nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay, bà không biết bao giờ mới có thể tái đàn. Vốn liếng bây giờ không còn một đồng nào nữa, bây giờ kiệt sức rồi, bây giờ chưa biết là chăn nuôi được cái gì bây giờ. Lo lắng của bà Thu cũng là lo lắng chung của hàng nghìn hộ chăn nuôi lợn trên cả nước. Bao giờ có thể tái đàn là câu hỏi chưa ai có thể trả lời. Với thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo rằng là trước khi để chuẩn bị tái đàn thì nhất là phải có cái hướng dẫn của cơ quan thú y là cả đã được công bố hết dịch, và sau đó thì chúng ta người chăn nuôi cũng có thể là chúng ta phải có những cái chuẩn bị cho tái đàn. Trước tình hình trên, trong tuần này Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chuyển hướng sang chăn nuôi gia súc ăn cỏ, đặc biệt là trâu bò, để giảm phụ thuộc vào đàn lợn. Hiện tại trong ngành chăn nuôi, sản lượng thịt gia súc ăn cỏ mới chỉ chiếm khoảng hơn 8%, trong khi đó sản lượng thịt lợn chiếm tới 70%. Hiện nay là bình quân cái tiêu thụ sức sản xuất ra cái thực phẩm đại gia súc chúng ta còn rất thấp, bình quân mới 3 kg trên đầu người thôi, quá thấp so với châu Á và cho thế giới. Đây là một tiềm năng. Do đó có thể khẳng định về mặt thị trường hiện nay là còn rất nhiều dư địa. Kể cả hai nhánh, nhánh sữa và nhánh thịt còn dư địa tiềm năng. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam, định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên khó khăn sẽ không phải là ít, nhất là khi ở Việt Nam không có nhiều quỹ đất để trồng cỏ. Hiện tại, sản lượng trồng cỏ ở nước ta mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu thức ăn thô xanh của gia súc ăn cỏ. Tại nhiều địa phương, chương trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang khiến các bãi chăn thả tự nhiên ngày càng bị thu hẹp. Trong khi đó, đây lại là một trong ba yếu tố quyết định đến thành công của chăn nuôi gia súc. Thức ăn khi mà chăn nuôi gia súc nhai lại đấy, ta phải xác định thức ăn thô xanh là yếu tố quyết định hay thành bại cho chăn nuôi gia súc nhai lại. Nếu không có thức ăn, chúng ta thất bại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra mục tiêu trong 5 năm tới phải nâng tỷ trọng thịt trâu bò lên khoảng 14%. Rõ ràng với những hạn chế về đất đai, đây sẽ là một bài toán không hề dễ cho cả ngành chăn nuôi.